Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chuyên mục Hưng Yên xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hưng Yên sẽ có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu đợt 1 năm 2023. Bên cạnh các xã đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xét duyệt thì một số địa phương vẫn còn những tiêu chí cần hoàn thiện và bổ sung. Phóng sự phản ánh sẽ có trong tiểu mục Nơi đáng sống. Tiếp theo chương trình, tiểu mục Nâng tầm nông sản. Mời quý vị thưởng thức những sản vật OCOP đến từ 10 huyện, thị xã, thành phố được trưng bày tại Trung tâm Hội nghị tỉnh trong cuộc thi tìm hiểu nông thôn mới tỉnh Hưng Yên năm 2023. Còn bây giờ sẽ là những tin tức nông thôn mới chúng tôi vừa cập nhật. Vừa qua, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ đã tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục năm 2022. Giai đoạn 2020-2022, xã đã huy động 141,2 tỷ đồng để thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó nhân dân đóng góp 12,3 tỷ đồng, hiến hơn 413 m2 đất ở, gần 2.000 m2 đất nông nghiệp cùng hàng trăm ngày công tham gia xây dựng các công trình. Đến nay, trên địa bàn xã thành lập được 4 hợp tác xã, tổ hợp tác, hoạt động hiệu quả, có 3 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, 6 trên 6 thôn có nhà văn hóa, bảo đảm đạt tiêu chí, 3 trên 3 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, các khu dân cư lắp đặt camera an ninh, 100% hồ sơ của công dân được giải quyết đúng hạn. Từ đầu năm đến nay, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ đã huy động được trên 20,5 tỷ đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong đó, ngân sách huyện hỗ trợ 5 tỷ đồng, còn lại là ngân sách xã. Để có nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, xã đã tập trung khai thác nguồn thu từ xử lý đất dôi dư, xen kẹp, thu từ đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, đồng thời tăng cường huy động nguồn lực từ người dân thông qua phong trào hiến đất, tài sản trên đất để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, các công trình công cộng. Để làm được những tuyến đường giao thông kiên cố, cùng với sự hỗ trợ của xã Nguyên Hòa, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn La Tiến đã vận động nhân dân đóng góp gần 2 tỷ đồng. Hơn 30 hộ dân hiến trên 700 m2 đất thổ cư, đất ruộng, tháo dỡ các công trình phụ trợ để mở rộng tuyến đường trục chính của thôn. Ngoài ra, người dân địa phương chủ động đóng góp hơn 100 triệu đồng, lắp đặt gần 120 bóng đèn điện cao áp. Đến nay, tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa của thôn đạt 100%, chiều rộng mặt đường từ 5 tới 6 m, các tuyến đường giao trục thôn, liên thôn đã hoàn thiện lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn, đèn đường chiếu sáng, gờ giảm tốc và được cải tạo trồng hoa ven đường, làm đẹp cảnh quan. Làng nghề Quất Cảnh, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu hiện có hơn 900 hộ sản xuất, doanh thu làng nghề đạt khoảng 225 tỷ đồng trên năm. Hiện nay, toàn xã có 70 hectare trồng quất cảnh, tập trung nhiều ở hai thôn Thiết Trụ và Đa Hòa. Đến những cánh đồng chuyên canh quất cảnh của xã thời gian này, người dân đang tập trung thực hiện những công đoạn chăm sóc cuối để những cây quất cảnh, chậu quất cảnh bonsai có thế và quả đẹp nhất đúng dịp cuối năm. Để bảo đảm chất lượng cây, các hộ trồng quất cảnh tập trung giữ thế cho cây, cắt tỉa cành, chú ý đến chế độ dinh dưỡng, độ ẩm cho cây để cây quất có chùm quả to đẹp. Đến nay, toàn huyện Tiên Lữ có 16 sản phẩm của 6 chủ thể được chứng nhận sản phẩm OCOP, trong đó 14 sản phẩm đạt hạng 3 sao, 2 sản phẩm hạng 4 sao. Năm 2023, Tiên Lữ phấn đấu có thêm 10 sản phẩm được chứng nhận đạt sản phẩm OCOP. Hiện nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đang thực hiện các bước thẩm định công nhận mới 7 sản phẩm OCOP, gồm nhãn đường phèn, nhãn cùi cổ, nhãn hương chi, bưởi hoàng, bưởi đào, bưởi diễn và mít thái xanh. Đồng thời, hỗ trợ công nhận lại 2 sản phẩm là bưởi quả tươi và cam quả tươi của Hợp tác xã Nông nghiệp sạch duy nhất, xã Thủ Sĩ. Thôn Hạ được lựa chọn xây dựng mô hình điểm về thôn thông minh của xã Cửu Cao, huyện Văn Giang. Từ đầu năm 2023, nhà văn hóa thôn với đầy đủ trang thiết bị thiết yếu được đưa vào sử dụng vào cuối năm 2022 với tổng kinh phí trên 7,5 tỷ đồng. Địa phương đã đầu tư lắp đặt hệ thống Wi-Fi tốc độ cao miễn phí tại các điểm sinh hoạt cộng đồng để phục vụ cho nhu cầu sử dụng của người dân. Thôn Hạ đã lắp đặt hơn 10 camera an ninh tại các trục đường chính và vận động nhân dân tự lắp đặt camera tại từng gia đình. Xây dựng khu dân cư thông minh đã góp phần giúp người dân đến gần hơn với công nghệ số, từ đó thu hẹp khoảng cách giữa thành thị với nông thôn. Vừa qua, Hội đồng thẩm định xét công nhận các xã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tiến hành xét công nhận cho 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu đợt 1 năm 2023. Tại hội nghị,
Có 11 xã đề nghị xét công nhận nông thôn mới nâng cao và 4 xã đề nghị xét công nhận nông thôn mới kiểu mẫu đợt 1 năm 2023 trên địa bàn 5 huyện Phù Cừ, Tiên Lữ, Kim Động, Khoái Châu và thị xã Mỹ Hào. Các địa phương đã thực hiện đúng, đầy đủ trình tự, thủ tục và thành phần hồ sơ theo quy định. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, các địa phương đã xây dựng cải tạo kết cấu hạ tầng nông thôn. Ở thời điểm thẩm định, 15 trên 15 xã đề nghị xét công nhận đều không có nợ đọng xây dựng cơ bản. Tư tưởng người dân phấn khởi, trên 93% số người dân ở các xã được khảo sát hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả thẩm định các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, có 5 trên 11 xã được các sở ngành đánh giá đạt 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Có 6 xã chưa đạt 19 trên 19 tiêu chí. Cụ thể, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động chưa đạt tiêu chí số 4 về điện. Xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào chưa đạt tiêu chí số 16 về tiếp cận pháp luật. Các xã Dạ Trạch, Đông Tảo, Thành Công của huyện Khoái Châu đều còn 2 tiêu chí chưa đạt, gồm tiêu chí số 1 về quy hoạch và tiêu chí số 11 về nghèo đa chiều. Xã Tống Chân, huyện Phù Cừ chưa đạt 4 tiêu chí quy hoạch, điện, giáo dục và nghèo đa chiều. Kết quả thẩm định các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, có 3 trên 4 xã được đánh giá đạt tiêu chí, riêng xã Ông Đình, huyện Khoái Châu xây dựng kiểu mẫu về cảnh quan môi trường. Còn 3 tiêu chí chưa đạt là quy hoạch, nghèo đa chiều và quốc phòng an ninh. Quy hoạch nông thôn mới thì đến nay nó chỉ có 5 năm thì nó quá thời hạn rồi. Cho nên là khi thẩm định thì đoàn thẩm định các anh đánh giá là cái quy hoạch mới của Khoái Châu chưa được duyệt. Cái thứ hai nữa là đối với tiêu chí hộ nghèo, cận nghèo, 3 xã Dạ Trạch, Đông Tảo và Thành Công thì cho đến nay thì qua duyệt rồi báo cáo các xã rồi hội đồng của tỉnh chúng tôi xem xét thì cũng đã thống nhất là cả 3 xã này họ đã đạt tiêu chí. Thì văn bản thì chúng tôi tổng hợp đã báo cáo lên Sở Lao động Thương binh Xã hội ngày 19 tháng 9 rồi. Nhưng xong vì là tỉnh chưa họp để xét duyệt lại được của năm 2023 cho nên chịu chậm chốt. Xã Tống Chân tiêu chí số 4 về điện thì có một vị trí cột điện nằm dưới lòng đường không đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Thì ngay sau khi đoàn thẩm định của tỉnh tiến hành thì chúng tôi đã chỉ đạo Ủy ban dân xã Tống Chân và sang đầu tuần thì các đồng chí nếu về kiểm tra lại thì nội dung này chúng tôi đã khắc phục xong. Tiêu chí về giáo dục, nếu nói là Tống Chân chưa có trường mầm non tập trung thì không đúng, bởi vì là xã Tống Chân của chúng tôi là có 3 điểm trường, 3 thôn và cái điểm trường ở thôn An Cầu ấy chính là trường mầm non tập trung. Tuy nhiên chưa đạt cơ sở vật chất ở mức độ 1. Những tồn tại, hạn chế tại các địa phương tập trung ở một số tiêu chí về quy hoạch, điện, nghèo đa chiều, an ninh trật tự. Bên cạnh sự nỗ lực khắc phục của địa phương, cũng rất cần sự phối hợp, tham gia của các sở ban ngành liên quan. Sở xây dựng chỉ tham gia ý kiến thôi, còn quá trình lập thẩm định, phê duyệt là các xã chủ động, huyện chủ động. Thì tôi đây cũng đề nghị huyện Khoái Châu là sớm để hoàn thiện, hoàn thành những nội dung đấy. Chúng tôi cũng đề nghị là có 2 cái xã, một là nâng cao là Tống Chân, Phù Cừ và kiểu mẫu Ông Đình của Khoái Châu thì chúng tôi đề nghị để đợt 2. Mặc dù là công chí cũng có thể tương đối đủ điều kiện rồi, thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đi rà soát xem là đã chuẩn chỉ chưa. Thế còn 5 cái xã mà đề nghị xem xét ấy, thì trước khi trình ký quyết định thì chúng tôi cũng phải yêu cầu các huyện phải có cam kết bằng văn bản. Trên cơ sở tổng hợp đánh giá, kết quả đã có 10 xã được đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm xã Toàn Thắng, xã Vĩnh Xá của huyện Kim Động, xã Quang Hưng của huyện Phù Cừ, xã Đức Thắng, Minh Phượng, Trung Dũng của huyện Tiên Lữ, xã Dạ Trạch, Đông Tảo, Thành Công của huyện Khoái Châu, xã Xuân Dục của thị xã Mỹ Hào. 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu gồm xã Phạm Ngũ Lão, Hiệp Cường của huyện Kim Động, xã Hải Triều của huyện Tiên Lữ. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hùng Nam đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế ở một số tiêu chí các địa phương cần sớm bổ sung và khắc phục. Tôi đề nghị là Văn phòng Nông thôn mới giúp đánh giá toàn diện tất cả các xã đã được công nhận nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Lúc đánh giá thì đạt, nhưng đến nay thì kết quả thế nào? Và chúng ta cũng phải có chỉ đạo cho tốt hơn. Thì cái tiêu chí về quy hoạch thì Khoái Châu vẫn phải ra cái văn bản để mà lập quy hoạch cấp xã. Tránh cái bệnh hình thức thì lấy ý kiến của nhân dân. Mình nhìn nhận được là cái người dân hài lòng hay chưa hài lòng ở điểm nào, hài lòng cách gì.
thì tôi đề nghị gắn thêm tiêu chí phụ này. Đề án xử lý rác thải tập trung trong khu dân cư, phân loại rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, chấm điểm thì có thể theo 19 tiêu chí đã hướng dẫn, nhưng những tiêu chí phụ là cuối năm ta tổng kết và đánh giá. Sắp tới, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh sẽ hoàn thiện hồ sơ để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ký quyết định công nhận xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cho các xã. Gần 200 sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiềm năng đến từ 10 huyện, thị xã, thành phố được trưng bày tại Trung tâm Hội nghị tỉnh trong cuộc thi tìm hiểu nông thôn mới tỉnh Hưng Yên lần thứ 3 năm 2023. Sự độc đáo, đặc trưng vùng miền có trong từng sản phẩm đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân. Đây là gian hàng trưng bày sản phẩm của đội thi huyện Văn Giang. Hầu hết các sản phẩm thế mạnh của huyện đều được lựa chọn tham gia trưng bày trong cuộc thi lần này. Văn Giang thì được biết đến là một vùng quê rất là năng động, cho nên ngày hôm nay Văn Giang mang đến một trong những cái sản vật rất là được nhiều người biết đến, đó chính là ủi lê nghĩa trụ, cam Văn Giang, bưởi hoàng, quốc cảnh Văn Giang, hoa xuân quang, cùng với cả các loại bánh đã được cấp giấy chứng nhận OCOP 3 và 4 sao. Văn Giang luôn mong muốn đón nhận được sự tin tưởng của khách hàng khi mà đã thưởng thức những tác sản của Văn Giang, thì quả thật là cái khách sẽ cảm thấy là có một sự khác biệt, vì đó là những nét rất là đặc trưng riêng của những sản vật của quê hương Văn Giang. Không chỉ riêng Văn Giang, các gian hàng đều được các đội thi chuẩn bị kỹ lưỡng, lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu mới, sắp xếp đẹp mắt và nội dung quảng bá sản phẩm cũng rất hấp dẫn. Ở năm nay thì đội thi Kim Động đã mang được các sản phẩm đã được hội đồng đánh giá OCOP cấp huyện và cấp tỉnh đánh giá từ 3 sao đến 4 sao và là một trong 3 địa phương có số sản phẩm OCOP đứng đầu tỉnh. Nên chúng tôi xác định là cái vấn đề mà xây dựng nông thôn mới, trong đó thì cái việc xây dựng các sản phẩm mang màu sắc địa phương nó là giống điểm nhấn để khẳng định cái sản xuất nông nghiệp đang có những bước chuyển dịch đúng hướng. Năm nay thì đoàn của chúng tôi đã mang đầy đủ các sản phẩm, từ sản phẩm chế biến và sản phẩm tươi cũng như là các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp là một trong những hướng đi để nhằm gia tăng cái giá trị sản xuất nông nghiệp ở trên địa bàn huyện Kim Động. Mỗi sản phẩm đều mang một nhãn hiệu riêng, là thành quả lao động sáng tạo của các hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân Hưng Yên. Bởi sự chuẩn bị kỹ càng, trưng bày đẹp mắt, các gian hàng sản phẩm OCOP đã nhận được sự đánh giá cao từ các du khách trong tỉnh đến tham quan và ban giám khảo cuộc thi. Tôi thấy là năm nay về cái tính chất quy mô là hoành tráng hơn năm ngoái, nhiều sản phẩm độc đáo hay rất hay, nhất là các sản phẩm nông nghiệp, các sản phẩm OCOP ấy, tôi thấy là đặc sản của tỉnh Hưng Yên ta là rất là dồi dào, và các sản phẩm mỹ nghệ và các sản phẩm truyền thống tôi thấy là rất là tốt. Cái ấn tượng của sản phẩm đấy thì tôi thấy là ấn tượng với cái sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ của Chuyên Lân Thanh Long và của Hòa Phong của thị xã Mỹ Hào, thế và sản phẩm hoa cây cảnh ấy của huyện Văn Giang tôi thấy là rất là ấn tượng. Đến năm nay thì các gian hàng cơ bản là thứ nhất là đổi mới, đặc biệt là các gian hàng đã bổ sung những cái sản phẩm sau những cái đợt triển lãm trước để có những cái sản phẩm mới và đạt chất lượng hơn. Đi chấm từng gian hàng này tôi thấy là nổi lên có mấy cái huyện là khác hẳn cái sự chuẩn bị năm trước, đó là huyện Yên Mỹ, rất là nhiều sản phẩm mới và rất là quy mô, trưng bày rất là bài bản khoa học và có những cái hình ảnh minh họa. Hai nữa là cái huyện Văn Giang có những cái sản phẩm đặc trưng về nông nghiệp chất lượng cao, và đặc biệt là Kim Động cũng vậy, có những cái sản phẩm về công nghiệp, những sản phẩm công nghiệp có giá trị. Ngoài ra thì các đơn vị khác như thành phố này cũng có những cái sản phẩm truyền thống để mang đậm cái nét của thành phố Phố Yên xưa, và một số các cái sản phẩm được đầu tư mới. Tôi nghĩ là cái triển lãm năm nay trưng bày năm nay rất là tốt và đổi mới hơn những năm trước đây. Kết thúc cuộc thi, gian hàng của đơn vị huyện Văn Giang đã giành giải nhất. Đồng thời, cuộc thi cũng là điều kiện thuận lợi để các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết, hợp tác kinh doanh, quảng bá rộng rãi hơn nữa thương hiệu, sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, góp phần đẩy nhanh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hưng Yên xây dựng nông thôn mới cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình này lần sau.